Ok, mấy anh chị mình bắt đầu chương trình tối thứ tư như thường lệ. Ok, mấy anh chị có thể là mời một số bạn share, mình invite mấy anh chị ha. Mấy anh chị bấm vào phía dưới. Mình nhờ mấy anh chị nếu mà follow thì mấy anh chị cứ để cái nút follow. Sau đó một số mấy anh chị có thể share, rồi sau đó mình invite bạn. Và đồng thời mấy anh chị có thể copy cái đường link đó, mấy anh chị paste lên mấy cái group mấy anh chị. Một số mấy anh chị ở cái group New Việt, New Việt America, New Việt châu Âu, châu Úc, mấy anh chị có thể giúp mình share cái đường link. Và đồng thời tối hôm nay mấy anh chị mình tiếp tục cái chương trình, mình nói về 101 cái bài học từ những người doanh nhân ngoại hạng. Đây là cái chương trình tối thứ tư mình làm thường xuyên trong suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ có một cái điều khác biệt đó là trong vòng khoảng chừng một tháng này mấy anh chị, nhờ cái Facebook Live thành ra mình đổi cái chương trình qua nói về những cái bài học rút ra từ kinh doanh. Thành ra cá nhân mình có hai cái chương trình webinar đồng thời hàng tuần, mình làm hàng tuần trong suốt bao nhiêu năm nay đó. Nhờ mình đồng thời mình cũng tận dụng cái phương tiện về cái Facebook Live, tức là sáng ngày Chủ nhật, tức là tối Chủ nhật ở Việt Nam anh chị, 21 giờ đêm, thì mình nói về những cái bí quyết của những bí quyết để có một cái cuộc sống đẹp như mơ đó. Nói về cái đời sống chung chung anh chị, nhưng mà tối thứ tư, tức là hiện nay đang là sáng thứ năm giờ Việt Nam đó, thì mình nói về những cái bài học mình rút ra từ những người doanh nhân ngoại hạng, tức là mình học những cái bài học từ những người kinh doanh vượt trội ở khắp mọi nơi trên thế giới mà chị ha. Cũng giống như sáng hôm nay đó thì mình có cô bạn, không đúng là thì cô cháu Vivi Trần ở Chicago đó, thì Vivi có hỏi là trong cái khi mà chú ở tuổi 20 và 30 đó thì có cái gì là cái mà nó tác động và khiến chú có được cái đời sống như ngày hôm nay? Thì mình mới trả lời cho Vivi mấy anh chị. Và mình cũng có một vài phút để mà mình nhớ lại mấy anh chị ha. Trong những cái năm ở tuổi 20, 30 mình có cái gì? Thì cái điều mà mình thấy rất rõ mấy anh chị là những năm mà mình 20, 30 mình rất may mắn gặp được những người mà mình gọi là thầy. Mình năm nay là 60 mấy anh chị. Thành ra nếu mà nói 20 với 30 đó, tức là vào cái thập niên năm 70 và thập niên năm 80, mình qua Mỹ năm 1978, lúc đó mình 21 tuổi. Thành ra cái tuổi mà từ 20 tới 30 mấy anh chị là cái thời gian mà mình chập chững bước vào cái trường đại học ở Mỹ. Và có thể nói mấy anh chị, mình rất may mắn gặp được những người mà có thể nói là nếu ai đó đó hỏi là 5 người gặp cái câu hỏi này thường xuyên mấy anh chị, tức là 5 người có cái sức ảnh hưởng tới cái cuộc đời của anh nhất là ai đó, thì mình ghi xuống 5 người, thì trong đó có 3 người mấy anh chị là những người mà mình gặp trong cái thời gian mình ở ngoài tuổi 20 và 30. Có thể nói là những cái việc mà mình làm hàng ngày, những cái câu mình nói mấy anh chị, những cái suy nghĩ mấy anh chị ha, nếu mà mình nhìn kỹ lại thì rõ ràng là mình ảnh hưởng ở những người này rất nhiều. Và cái điều đó mấy anh chị, đó là lý do tại sao mình chọn cái đề tài tối thứ tư như là buổi hôm nay để chia sẻ với mấy anh chị. Vì mình mong, mình rất mong mấy anh chị, mình rất mong là một số mấy anh chị, đặc biệt là một số cháu trẻ ở Việt Nam hiện nay, là những người theo dõi những cái chương trình này thường xuyên mấy anh chị, ít nhiều mấy cháu nên chọn, và đồng thời mình phải đọc và mình phải học. Nhất là 30-40 năm trước, 30 năm trước mấy anh chị, 40 năm trước mình không có internet, mình không có những cái phương tiện giống như hiện nay. Có thể hiện nay mấy anh chị có đủ điều kiện để học như bất cứ mọi người nào khác mấy anh chị ha. Và nhất là trong thời gian sắp tới, cái phương tiện để học và cái nguồn thông tin, mấy anh chị ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi nào trên thế giới, mấy anh chị đều có cơ hội để học mấy anh chị. Cái vấn đề là mấy anh chị thứ nhất là mình phải chịu học, thứ hai mình phải có khả năng mà mình học mấy anh chị. Và cái điều đó là cái điều mà mình rất mong là cái mục tiêu của cái chương trình mà mình đang có buổi hôm nay, đó là rút ra được những cái bài học để mà mình có thể mình ứng dụng ở trong cái việc kinh doanh cũng giống như trong cái đời sống anh chị ha. Thành ra hôm nay mình trong vòng 60 phút tới đó thì mình cũng cố gắng chia sẻ với mấy anh chị. Mình cũng cố gắng nói về 10 cái điều, 10 cái bài học mấy anh chị, rút ra từ nhiều người khác nhau. Có thể là người ta là những doanh nhân, có thể người ta là những cái cầu thủ, những cái danh thủ về golf hay là về bóng rổ chẳng hạn mấy anh chị ha.
để ít nhiều mình rút ra được những cái bài học đó. Và bất luận mấy anh chị ở trong ngành nghề nào, mấy anh chị có thể một số mấy anh chị là nha sĩ, một số mấy anh chị là dược sĩ, một số mấy anh chị là kỹ sư, một số mấy anh chị là doanh nhân, một số mấy anh chị có thể là bà nội trợ, có thể là sinh viên, có thể là kỹ sư, có thể là đang làm về network marketing hay bất cứ ngành nghề nào khác mấy anh chị, hay là mấy anh chị đang đi làm cho người khác cũng vậy. Mình hy vọng là những cái bài học mà mấy anh chị rút ra trong buổi tối hôm nay, thứ nhất là nó ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình mấy anh chị, ít nhiều nó cũng thay đổi trong cái vấn đề mà mình hoàn thiện bản thân mình. Và đồng thời mấy anh chị, nếu mấy anh chị đang kinh doanh thì chắc chắn mấy anh chị có thể ứng dụng vào trong cái kinh doanh của mình, bất cứ trong cái lĩnh vực nào mấy anh chị ha. Đây là cái bài học thứ nhất mấy anh chị. Bài học thứ nhất đấy, mình rút ra được khi mà mình coi đọc cái câu chuyện của Tiger Woods vào năm 1900 vào năm 2007 mấy anh chị, khi mà anh ta đang tham dự cái giải vô địch Master, cái giải vô địch. Mấy anh chị biết là Tiger Woods là chơi golf mà vậy ha. Thì trong cái buổi sau cùng dự cái giải vô địch mấy anh chị, thì ở cái giây phút cuối cùng mấy anh chị ha, cái banh nó cách cái lỗ mấy anh chị là 8 feet. 8 feet là bao nhiêu mấy anh chị? 3 feet là 1 thước. 3 feet là 1 thước mấy anh chị. Tức là 8 feet tức là khoảng chừng 2 thước rưỡi mấy anh chị. Tức là trái banh nó cách 2 thước rưỡi tới cái lỗ. Và Tiger Woods đó là cái cú banh quyết định mấy anh chị. Nếu anh ta đánh trật, nếu anh ta đánh trật trái banh mấy anh chị ha, trái banh nó không vào lỗ đó, thì sẽ không ai nhớ tới Tiger Woods là ai. Là tại vì mấy anh chị cũng biết này, thường thì người ta chỉ nhớ cái tên người vô địch mấy anh chị, người ta không có nhớ người đứng thứ nhì. Ai cũng nhớ tên hoa hậu, không ai nhớ tên á hậu mấy anh chị ha. Ai cũng nhớ tên con ngựa nó về tới đích, không ai nhớ tên con ngựa thứ nhì mà anh chị. Ai cũng nhớ đội banh vô địch giải quốc tế, không ai nhớ giải thứ nhì mà anh chị. Và Tiger Woods trong cái trận đó mà anh chị ha, nếu mà đánh hụt trái banh đó đó thì sẽ mất 800.000 đô la tiền thưởng, và đồng thời những cái hợp đồng hàng triệu đô khác mà anh chị. Và đồng thời sổ sách Guinness sẽ ghi tên một người vô địch giải golf trẻ tuổi nhất, đạt liên tiếp được 2, 3, 4 cái giải về Master, tức là một cái giải lớn nhất của chơi golf anh chị. Lúc đó Tiger Woods chỉ mới 20 mấy tuổi thôi. Thành ra đứng trước cái áp lực này anh chị, trong 8 feet tức là khoảng chừng 2 thước rưỡi cách trái banh tới cái lỗ đó, thì mình thử hỏi mấy anh chị nè, trong cái tâm trạng của Tiger Woods đang đứng trước cái trái banh mấy anh chị ha, và anh ta đánh thì anh ta nghĩ gì mấy anh chị? Mình xin hỏi mấy anh chị, vào giây phút đó Tiger Woods nghĩ gì? Nghĩ về 800.000 đô, nghĩ về 5-7 triệu, có thể là 10 triệu cái hợp đồng để quảng cáo. Tiger Woods nghĩ về những cái danh vọng, những cái phần thưởng lớn, sự ca ngợi của cả thế giới mấy anh chị. Hay Tiger Woods nghĩ gì mấy anh chị trong cái giây phút đó? Mình muốn hỏi mấy anh chị. Một người thứ nhì mấy anh chị, tức là Michael Jordan, thì mấy anh chị cũng biết là Michael Jordan, có thể một số mấy anh chị trẻ không biết Michael Jordan, nhưng mà Michael Jordan là một huyền thoại về bóng rổ, về basketball ở Mỹ mấy anh chị, vào những thập niên năm 80-90 đó. Thì Michael Jordan có thể nói là một cái cầu thủ rất giỏi mấy anh chị. Và trong một trận bóng anh ta chơi cho cái đội Lakers ở Los Angeles, thì trong một cái trận bóng chung kết giải vô địch, thì hai đội ngang điểm nhau mấy anh chị ha. Và chỉ còn 3 giây cuối cùng thì bóng nằm trong tay của Michael Jordan. Mình sẽ nhắc lại mấy anh chị nha, điểm của hai đội ngang nhau ở 3 giây cuối cùng mấy anh chị, và bóng nằm trong tay của Michael Jordan. Michael Jordan đưa bóng lên không mấy anh chị và thảy. Đây là trái bóng quyết định mấy anh chị. Nếu trái bóng không lọt vào lỗ đó, thì hình như nước Mỹ sẽ nguyền rủa Michael Jordan. Là tại vì anh ta là nguyên nhân của cái sự thất bại mấy anh chị, trong một cái trận đấu vô địch giải bóng rổ. Mà mấy anh chị biết là nếu mà vô địch giải bóng rổ ở Mỹ, có nghĩa là vô địch giải bóng rổ của cả thế giới, vì không ai chơi bóng rổ lại người Mỹ mấy anh chị ha. Thành ra ở 3 giây cuối cùng mấy anh chị, Michael Jordan thủ cái trái banh đó, và
Good news, tin vui để cho mấy anh chị biết là khi chúng ta thủ trái banh đó thì trái banh đó lọt vào lỗ mà chị. Cũng giống như Tiger Woods trong 8 cái fix cuối cùng, 8 2 thước rưỡi cuối cùng thì nó đánh trái banh lọt vào lỗ. Nhưng mà cái câu hỏi mình muốn hỏi mấy anh chị nè. Mình muốn hỏi với mấy anh chị là Tiger Woods và Michael Jordan nghĩ gì trong đầu mấy anh chị ở giờ phút đó? Chắc chắn một số mấy anh chị mình nghĩ về những cái hào nhoáng, mình nghĩ về những cái phần thưởng mấy anh chị ha. Nhưng mà đây là câu trả lời anh chị, của những người pro, của những người gọi là chuyên nghiệp anh chị. Người ta hoàn toàn không nghĩ tới những cái điều đó. Michael Jordan sau cái trận bóng rổ đó anh chị ha, cũng giống như Tiger Woods sau khi đánh trái banh vào lỗ anh chị, và khi phỏng vấn anh nghĩ gì trong cái giây phút quyết định của cuộc đời đó anh chị, thì cả hai người đều nói như nhau. Đó là chúng tôi hoàn toàn không nghĩ tới tiền, không nghĩ tới danh vọng, không, hoàn toàn không nghĩ tới những cái phần thưởng anh chị. Mà tôi chỉ nghĩ tới nguyên tắc của cái cuộc chơi, để làm thế nào trái bóng nó vào rổ và làm thế nào để trái banh nó vào lỗ anh chị. Và đó là cái tính cách của một người chuyên nghiệp. Chắc chắn mấy anh em mình ở giờ phút đó chắc mình nghĩ tới tiền anh chị ha. Mình nghĩ thôi tôi chết mồ rồi. Một cái stroke mà gì, hoặc là một trái bóng nó ảnh hưởng tới gia phả của mình, nó ảnh hưởng tới cái danh vọng của mình mà chị ha. Ok, tập trung nha, nhớ đừng có để lọt ra ngoài mà chị ha. Nhưng mà đối với một người chuyên nghiệp anh chị, người ta chỉ nghĩ tới cái nguyên tắc của cái cuộc chơi, người ta có một cái sự tập trung cao độ mà chị, người ta không để những cái yếu tố vật chất bên ngoài nó ảnh hưởng. Người ta tập trung vào cái game chứ không tập trung vào cái phần thưởng anh chị. Và đó là sự khác biệt rất lớn giữa những người chuyên nghiệp và những người amateur hoặc là lơ tơ mơ anh chị. Thành ra đó là một bài học anh chị ha. Mình thường thường mình nhìn về cái phần thưởng và mình làm mọi giá để đạt được cái phần thưởng anh chị. Và do đó có thể mình sẽ đi đường tắt, mình sẽ làm cái gì đó mà chị, để mà đạt được cái kết quả bằng mọi giá, và mọi tai hại nó xảy ra từ đó. Đó là cái sự khác biệt rất lớn mà chị. Những người chuyên nghiệp là những người chỉ tập trung vào những bước rất căn bản để người ta đạt được cái kết quả, chứ không, cái kết quả ở đây là cái kết quả về cái công việc, chứ không phải cái kết quả về cái phần thưởng mà chị. Người ta không nghĩ về cái phần thưởng, mà người ta nghĩ về cái kết quả, làm thế nào để đạt được cái kết quả, làm thế nào để 1, 2, 3, làm thế nào để mà làm những cái bước rất căn bản mà anh chị ha, để đạt được cái kết quả, chứ không phải nghĩ về cái phần thưởng của nó mà anh chị. Và đó là cái điều mà một số anh chị mình cũng nên rút ra một cái bài học mà anh chị ha. Bài học rất hay mà anh chị, quá hay, quá hay. Cái số 2 mà anh chị nè, cái bài này, cái bài học số 2 này thì nó không nằm ở những cái người có cái tên tuổi mà chị, nhưng mà mình quan sát thôi, mình quan sát những người mà chụp hình chuyên nghiệp mà chị ha. Sẵn đây mình có cái máy hình ở đây để mình những người chuyên nghiệp mà chị, những người chuyên nghiệp đó người ta chụp hình mà chị ha. Khi mà người ta nhắm đó, mấy chị biết là mấy người chuyên nghiệp mà chị, người ta để lên, người ta nhắm xong là người ta bấm mà chị, kịch mà người ta bấm mà chị ha. Rồi sau đó là gì mấy chị? Người ta về người ta lựa cái ảnh nào đẹp. Còn người amateur làm gì mấy anh chị? Mấy anh chị chắc có một vài người bạn mỗi lần mà chụp hình đó. Mình có một vài người bạn mỗi lần chụp hình là mình khổ sở lắm anh chị. Vì nhiều khi mình cười méo cả cái miệng mà anh ta chưa chịu chụp. Nhắm nha, 1, 2, 3 nha, 1, 2, 3, ô anh kia cười lên chút xíu. 1, 2, 3, ôi chưa được, anh tay trái nhích qua chút xíu. 1, 2, 3 nha, 1, 2, 3. Anh ta cứ 1, 2, 3 hoài mà không bao giờ bấm anh chị. Cái đó nó nói lên cái tính chuyên nghiệp. Nó nằm ở chỗ nào mấy anh chị? Người chuyên nghiệp đó, người ta cứ làm mấy anh chị. Người ta cứ làm và người ta làm rất nhiều. Người ta take action, có thể nói là massive action mấy anh chị ha, mình nói theo tiếng Anh. Rồi sau đó nếu trật người ta làm lại mấy anh chị. Những người chuyên nghiệp là những người mấy anh chị thấy những người mà photographer, mà những người mà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mấy anh chị, người ta đưa máy hình đó là người ta chụp kịch, người ta chụp mấy anh chị, người ta chụp tối bụi tung bùng. Vì người ta không muốn mất những cái khoảnh khắc đặc biệt mấy anh chị. Còn những người amateur đó là 1 2 3 1 2 3 1 2 3, mình đứng mình cười muốn 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 đơ cả cái mấy cái cơ mặt
vẫn không chụp nữa chị, và chụp có một cái một. Đó, cái đó nó nói lên cái sự khác biệt là vì sao anh chị, những người khi mà làm kinh doanh hay là làm bất cứ chuyện gì trong đời, mình không sợ bị thất bại, mình làm rất nhiều anh chị, thất bại mình làm lại. Mình nhớ trong một cuộc phỏng vấn có một người hỏi về ông Mark Mark Zuckerberg là CEO founder của Facebook, là anh làm thế nào để tránh những cái mistake, anh làm thế nào để tránh những cái lỗi lầm. Thì Mark trả lời rất đơn giản anh chị, tôi không bao giờ tránh được cái lỗi lầm. Tôi quan niệm ra mắc lỗi lầm càng nhiều càng tốt, vì chính cái lỗi lầm đó mình học được anh chị. Anh thật ra anh chị thấy cái câu chuyện mà chụp hình của một người photographer chuyên nghiệp nó cũng tương tự như câu trả lời của Mark Zuckerberg. Những người chuyên nghiệp là những người không bao giờ sợ là người ta sẽ mắc lỗi lầm anh chị. Người ta học từ những cái lỗi lầm. Người ta mong là người ta mắc nhiều cái lỗi lầm để từ đó người ta học được nhiều cái lỗi lầm, nhiều cái bài học hơn. Còn những người amateur với lại lơ tơ mơ mấy chị ha, mình sợ phải mắc lỗi lầm mà mình không làm gì hết mấy chị. Cái cách hay nhất để không bao giờ mắc lỗi lầm là đừng làm bất cứ cái gì. Và cái đó là cái quan niệm của một số người amateur mấy chị. Người ta sợ phải mắc lỗi lầm. Anh thành ra đó là một cái bài học mấy chị ha. Mình học về những mình nghĩ chắc hai bài học này cũng khá đủ rồi mấy chị. Cái bài học số 3 đó, là bài học này học từ Richard Branson. Richard Branson là người ta gọi là Sir Richard Branson vì ông ta được phong tước nữ hoàng Anh phong tước anh chị. Ông ta là founder của trên 300 công ty và đồng thời ông ta sáng lập ra cái tập đoàn Virgin anh chị. Ông ta là một người nổi tiếng, có thể nói là ông ta là bậc thầy của những bậc thầy trong kinh doanh anh chị. Thì có một cái câu chuyện đó là khi có một cái công ty ở Mỹ muốn mời Richard Branson nói chuyện trong vòng 1 tiếng đồng hồ anh chị, thì công ty này liên lạc qua một cái agency và cái agency đó người ta gọi cho thư ký văn phòng của ông Richard Branson và offer mấy chị ha, tức là trả 100.000 đô để ông Richard Branson tới nói chuyện trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thì Richard Branson, ông cô thư ký trả lời rất lịch sự đó là xin lỗi, là Richard Branson không thể nào nói chuyện được. Thì cái công ty đó mấy chị, người ta rất muốn có ông Richard Branson là một cái keynote speaker trong cái buổi nói chuyện đó, thì người ta mới hơi thất vọng mà người ta nói ok, nếu vậy thì chúng tôi muốn offer cho ông Richard Branson đó là 200 ngàn, gấp đôi cái số tiền ban đầu mình chị. Thì cái câu trả lời lần này là no, là rất tiếc, xin lỗi là chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của quý công ty. Hai lần mấy chị, tới lần thứ ba đó thì cái công ty này tưởng đâu là ông Richard Branson chê 200 ngàn ít. Bây giờ người ta đưa ra một cái điều kiện sau cùng là gì? Là chúng tôi trả 500 ngàn đô la và thêm một điều kiện nữa, tức là chúng tôi sẽ gửi máy bay riêng tới đón ông ta. Và kể từ lúc ông ta đặt chân lên máy bay cho tới khi ông ta bước ra khỏi chiếc máy bay đó, không quá 60 phút. Và chúng tôi sẵn sàng trả cho Richard Branson 500.000 đô la, tức là nửa triệu đô mấy chị. Thì chỉ trong vòng 1 phút sau thôi, cái câu trả lời là rất tiếc, Richard Branson không thể nào đáp ứng được yêu cầu. 500.000 đô, nửa triệu đô chỉ để 1 tiếng đồng hồ mấy chị. Thì cái công ty này mới hỏi là không biết lý do tại sao ông Richard Branson không chịu nói chuyện với công ty chúng tôi. Chắc có thể ông ta nghĩ là cái số tiền này nó không có tương xứng là gì. Thì cái câu trả lời rất đơn giản. Ông Richard Branson hiện nay đang tập trung vào một vài công việc và một vài dự án và không thể nào làm bất cứ chuyện gì khác. Đó là cái câu chuyện nó gì. Và cái câu chuyện này là câu chuyện có thật. Một số mấy anh em mình nghĩ là cái ông này sao khùng, có 1 tiếng đồng hồ mấy anh chị ha, tại sao không bỏ 1 tiếng đồng hồ đó mướn ai đó làm để mà mình có thể đi nói chuyện để bỏ túi nửa triệu đô mấy anh chị, chỉ có 1 tiếng đồng hồ ha. Và rất nhiều người nói câu đó, cái câu chuyện đó nó trở thành phổ biến ở trong cái cộng đồng của những người làm business mấy anh chị. Và rất nhiều người nói là ông này khùng. Richard Branson khùng mấy anh chị. Nhưng mà sao mấy anh chị, chắc có thể một số mấy anh chị cũng có một câu nói tương tự mấy anh chị ha. Tại sao lại bỏ lỡ một cái cơ hội nửa triệu đô trong vòng 1 tiếng?
Và đó là lý do tại sao mình không bao giờ là Richard Branson. Tại vì mình không bao giờ mình có một cái sự tập trung. Và đó là lý do tại sao ông ta có thể làm CEO, làm chủ mấy chị, trên 300 công ty nổi tiếng trên thế giới. 300 mấy chị, chứ không phải 30 mấy chị. Vì ông ta có được một cái sự tập trung. Ông ta vẫn mặc áo bỏ ra ngoài, mang dép, tóc dài mấy chị ha. Áo luôn luôn hở ngực. Có một phong cách rất là hippie. Là tại vì ông ta có một cái sự tập trung. Thành ra đó là cái bài học anh chị. Có một cái sự tập trung cao độ trong cái việc của mình làm. Và đó là yếu tố giúp cho những người thành công ngoại hạng trong kinh doanh, người ta đạt được cái mục tiêu anh chị. Đó là cái sự tập trung anh chị ha. Anh thành ra mỗi lần mà nghe tới cái bài học tập trung đó, mình đề nghị với mấy anh chị nhớ cái câu chuyện nửa triệu đô. Từ lúc đặt chân lên máy bay cho lúc bước ra khỏi máy bay mấy anh chị, người ta vẫn không làm được cái chuyện đó. Người ta vẫn không muốn làm những cái chuyện mà nó đưa cái giá đó mấy anh chị. Đó là cái điều mà một số mấy anh chị mình nên làm. Cái số 4 anh chị, bài học số 4 đó. Cái bài học này thì mình đọc một vài cái câu chuyện của Steve Jobs. Tuần trước mình cũng nói nhiều về Steve Jobs anh chị ha, của Apple đó. Thì một số mấy anh chị biết là Steve Jobs và Richard Branson có thể là hai cái cá tính nó hơi đối nghịch là gì. Richard Branson rất tập trung, nhưng mà ngược lại nó, Richard Branson nhảy vào rất nhiều cái kỹ nghệ khác nhau, và ông ta đang làm chủ khoảng chừng trên 300 công ty là gì. Nhưng mà Steve Jobs thì ngược lại, tập trung vào một công ty, tập trung vào một sản phẩm và làm rất giỏi chuyện đó. Thành ra nếu mà nhìn bề ngoài đó thì một số mấy anh chị có thể thấy được cái sự hai cái khác biệt rất lớn giữa Richard Branson và Steve Jobs anh chị. Nhưng mà đều mình không nằm ở trong cái phạm vi mình so sánh bữa hôm nay mấy anh chị ha. Nếu mà anh chị có thời gian nhiều, mấy anh chị có thể đọc. Nhưng mà mình chỉ muốn rút ra được một cái bài học anh chị nè. Tức là những người thành công ngoại hạng, những người doanh nhân ngoại hạng anh chị, ngoài cái vấn đề tập trung, người ta còn có một cái óc tò mò. Thoạt nhìn mấy anh chị ha, mấy anh chị có thể thấy cái contradict, tức là mấy anh chị thấy là cái sự đối chọi giữa hai cái ý tưởng. Ủa, đã nói là tập trung thì tại sao lại tò mò? Đã nói tò mò thì làm sao tập trung? Tò mò có nghĩa là cái gì cũng hỏi, cái gì cũng đụng tới, cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn sờ, cái gì cũng muốn làm thử qua thử nó ra làm sao mấy anh chị ha. Nhưng mà nhìn kỹ mấy anh chị, hai cái điều đó nó hay là cái điều nó khác nhau chứ không phải là giống nhau. Tức là cái sự tập trung là tập trung khi mà mình quyết định mình làm cái gì mình tập trung anh chị. Nhưng mà cái óc tò mò, có thể nói là cái trí tưởng tượng và cái óc tò mò của Steve Jobs, ông ta học được của người bố nuôi nó anh chị. Khi mà ông ta từ nhỏ là còn nhỏ nữa, những hình ảnh mà cậu bé Steve Jobs hay đi theo lò tò đi theo bố và tò mò tọc mạch mở hết cái máy này mở hết cái máy kia ra mấy chị ha, và xem xét coi thử cái máy hút bụi, cái máy radio, cái máy tivi, cái đồ chơi game nó như thế nào anh chị. Và có thể những cái điều đó nó ảnh hưởng tới cái cậu bé Steve Jobs lúc còn bé. Mình hay có cái khuynh hướng này anh chị nè. Một số mấy anh em mình làm nếu có marketing hay là một số mấy anh chị đang làm kinh doanh nào đó, mình hay có khuynh hướng là mình chơi với một số bạn có cùng một cái ý tưởng. Một số ở Việt Nam, một số mấy anh chị có thể join, có thể gia nhập câu lạc bộ 20-30, mấy anh chị câu lạc bộ gì đó BNI, hay là mấy anh chị tham gia những cái hội đồ mấy anh chị ha. Thì thường mấy anh chị mình chơi với những người có cùng một cái tư tưởng. Và do đó mấy anh chị mình không có thay đổi nữa. Mình gọi là một cái close network mấy anh chị, tức là một cái network mà nó đóng. Những người thành công mấy anh chị nha, là những người mà người ta đi tìm những cái người có ý tưởng khác biệt, người ta luôn luôn tò mò mấy anh chị. Cũng giống như cái câu chuyện của Robin Sharma mấy anh chị, một tuần ít nhất là một lần, có thể là hai lần mấy anh chị, Robin Sharma thường hẹn đi ăn trưa với những người nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ gì đó mấy anh chị. Để làm gì mấy anh chị? Để kích thích cái sự sáng tạo, để nghe anh nhạc sĩ, anh họa sĩ, anh điêu khắc gia nói về một vài cái ý tưởng gì đó mà gì. Vì những người nghệ sĩ là những người rất sáng tạo. Và đó là lý do tại sao Robin Sharma có một cái đầu óc rất phong phú mà gì. Ở đây mình trở lại với trường hợp của Steve Jobs. Steve Jobs, anh ta giao lưu với một số người, nó không nằm ở trong một cái nhóm người mà anh ta gặp thường xuyên anh chị.
vì anh ta luôn luôn tò mò về những cái gì nó lạ, về những cái ý tưởng mới, về những cái gì đó nó không nằm ở trong một cái khuôn phép anh chị, out of the box. Là tại vì có một điều mình phải coi chừng anh chị nha, tức là nếu mà mình chỉ nằm ở trong cái circle, tức là trong cái vòng của những người mà mình nói chuyện thường xuyên anh chị ha, và nhất là người Việt Nam mình anh chị, nếu mà ai có ý tưởng khác biệt đó là mình loại ra ngay, ai có ý tưởng khác biệt thì mình gọi là chống mình anh chị, và mình không chơi mình đuổi, thậm chí là mình có thể là trong một vài trường hợp là mình có thể mình hại người ta nữa anh chị. Nhưng mà đối với người Tây phương anh chị ha, và đặc biệt là trong trường hợp của Steve Jobs đó, ông ta đi tìm những cái ý tưởng khác biệt, ông ta đi tìm những cái ý tưởng mới là gì, và cái đó là cái có thể là một cái sự khác biệt của một số mấy anh em mình hay lựa những người cùng ý tưởng mình chơi với nhau. Và đối với Steve Jobs anh chị, nếu mà đã cùng một ý tưởng thì có thể không cần phải ngồi chung với nhau, mình ngồi chung vì cái sự khác biệt. Và ở đây mấy anh chị, mình trở lại cái câu chuyện là Steve Jobs luôn luôn có cái ý tò mò anh chị, cái curiosity của Steve Jobs rất cao. Anh ta luôn luôn tò mò, anh ta cầm cái iPhone lên cuối cùng anh chị, và anh ta vẫn tò mò là phải có cái gì khác biệt đó, vì anh ta không chấp nhận anh chị, không chấp nhận cái mà mình đang có, luôn 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 strike, tức là luôn luôn làm cái gì đó để cái sản phẩm của mình nó phải tốt hơn anh chị, và anh ta hoàn toàn không bằng lòng. Anh ta không phải là một người cầu toàn anh chị, có thể là anh ta còn hơn cái người cầu toàn nữa là khác. Anh thành ra ở đây nó cái ý tưởng mà chị ha, là trong vòng những người mình quen biết và trong vòng những người mình chưa quen biết, có thể mà chị, mấy anh chị nên có một cái circle group, có một cái circle của những người mà mình không nằm ở trong ngành nghề của mình. Có thể mấy anh chị lâu lâu mới gặp, hay là bạn có bạn có bạn mà chị ha, bạn có bạn có bạn, coi chừng những người này giống nhau mấy anh chị. Mấy anh chị nên nói chuyện với những người có ý tưởng gì đó nó khác mình, vì có thể mà chị, nó mang lại cả một cái bầu trời mới, cả một cái cơ hội mới, cả một cái chân trời mới, cả một cái ý tưởng gì đó mới mà chị. Và đó là mình muốn mượn cái câu chuyện của Steve Jobs. Steve Jobs khác với một số người bình thường là mình đi ăn cùng một người, mình gặp cùng một người, hình như mấy anh em mình vậy mà chị ha, đi uống cà phê cũng hình như mỗi tuần hay là lâu lâu mình gặp cũng chừng đó khuôn mặt mà chị. Và mình có khuynh hướng là muốn gặp những người bạn cũ, bạn chí thân chí cốt mà gì, và nó không có cái ý tưởng gì mới. Thành ra trong kinh doanh có đôi khi mà gì, mình phải có cái sự sáng tạo, có cái sự tò mò, có cái ý tưởng khác biệt, bằng cách là mấy anh chị nên gặp những người mà mình không quen trước đây, nên phân bổ cái thời gian cho nó đều mấy anh chị, cho nó hợp lý, để mấy anh chị có thể đạt được những cái ý tưởng mới ở nhiều nơi khác nhau mấy anh chị ha. Đó là cái bài học số 4 mấy anh chị ha. Và mình cái bài học đó thì tương đối nó cũng rất mới mà anh chị, mình sẽ ứng dụng cái chuyện đó. Mình vẫn có khuynh hướng đi cùng một chỗ, ăn cùng một món ăn, nói chuyện cùng một số người mà anh chị, và do đó mình không bao giờ có thể phát triển được những cái ý tưởng mới. Thành ra đó là cái điều mà một số bên này mình cũng nên làm anh chị ha. Ok mấy anh chị, mình qua cái bài số 5 đó, qua cái bài học số 5. Số 5 ở đây mấy anh chị nè, là cái bài học mà mình rút ra từ Larry Page của Google, hay là Serge Alison, hay là Bill Gates, hay là Elon Musk của Tesla gần đây mấy anh chị. Tức là những người này, những người mà mình gọi là doanh nhân ngoại hạng, người ta không chỉ là có cái mục tiêu mấy anh chị, không chỉ là có cái goals, mà thường đó là người ta có cái tầm nhìn là người ta thay đổi thế giới. Mấy anh chị nhìn về Mark Zuckerberg của Facebook mấy anh chị, hay là ngay cả Jack Ma của Alibaba chẳng hạn. Ở Việt Nam thì một số mấy anh chị cũng biết một vài trường hợp. Đó là những người, người ta có cái mục tiêu, nhưng mà không chỉ cái mục tiêu mấy anh chị. Nếu mấy anh chị có dịp mà nói chuyện người ta, mấy anh chị hỏi về cái tầm nhìn, thì người ta luôn luôn nghĩ về cái tầm nhìn là muốn thay đổi thế giới. Mình có anh bạn là Alan Gao, thì chắc một số mấy anh chị cũng có thể gặp ở Việt Nam, gặp ở châu Âu, gặp ở Mỹ. Thì khi mà anh ta làm kinh doanh, anh ta có một mục tiêu. Nhưng mà ngoài cái mục tiêu bình thường như là năm 2015, năm 2016, năm 2017 mấy anh chị, anh ta còn có một cái giấc mơ, đó là muốn chấm dứt nạn đói trên thế giới. Những người doanh nhân ngoại hạng luôn có một cái tầm nhìn là có ảnh hưởng gì đó tới thế giới mấy anh chị.
Cái sự khác biệt giữa người triệu phú đô la và tỷ phú đô la, đó là người tỷ phú đô la người ta không nghĩ tới cái tiền mà gì, người ta làm ra bao nhiêu, mà người ta muốn nghĩ tới là cả tỷ người ở ngoài người ta đang cần cái gì và người ta tìm ra được cái giải pháp để có thể phục vụ cả tỷ người trên thế giới này. Người ta làm ra bạc tỷ vì người ta nghĩ tới tỷ người, làm ra bạc triệu vì mình nghĩ tới triệu người nó gì. Chứ còn mình mở một cái cửa tiệm mà mình chỉ phục vụ 5, 7 người, 100 người, 1000 người ở một cái tỉnh nào đó hay một cái thành phố nào đó thì chắc chắn nó chỉ giới hạn ở trong cái phạm vi đó thôi. Thành ra ở đây mấy anh chị ha, mình lấy cái trường hợp của Larry Page hoặc là Serge Alison của Google đó mấy anh chị, đây là những người founder của Google đó. Thì Google, thì nói tới Google thì chắc mấy anh chị cũng biết này. Cái tầm nhìn của Google mấy anh chị là người ta có thể organize tất cả những cái thông tin ở trên thế giới lại mấy anh chị ha, để cho mọi người có thể sử dụng được và sử dụng một cách có hiệu quả. Mấy anh chị có thể tưởng tượng mấy anh chị, 2-3 người ngồi cách đây một thời gian trên 10 năm có một cái tầm nhìn là tất cả các thông tin trên thế giới, kể từ thông tin là mình nấu ăn ra làm sao, thông tin là cái ống nước bị bể bây giờ phải làm sao, bất kỳ cái thông tin gì mà vậy nha. Và người ta tổ chức organize, tức là tổ chức lại mấy chị một cách gọn gàng để có thể ai bất kỳ chỗ nào người ta muốn người ta cũng có thể tìm được. Và đó là lý do tại sao mình có cái Google Search, mình có cái Google Map mấy chị ha, và mình có khá nhiều những cái phương tiện khác của Google mấy chị, là tại vì cái tầm nhìn người ta nghĩ là người ta thay đổi thế giới. Cũng giống như Elon Musk mấy chị, Elon Musk là một người mà có thể nói là hiện nay anh ta có một cái tầm nhìn này còn ghê gớm hơn mấy chị ha, là anh ta muốn tạo một cái colony, establishing a colony of humans on Mars, có nghĩa là anh ta muốn tạo một cái một cái colony of humans, mình nói tiếng Việt sao đây, tức là trên sao Kim đó mấy chị. Anh ta nghĩ tới cái vấn đề anh ta sẽ lên sao Kim và lập một cái quần thể của những con người sống ở trên đó. Hình như chỉ có anh ta mới nghĩ tới chuyện đó mà vậy. Anh ta tin rằng anh ta sẽ mang cái năng lượng, tức là cái điện mà vậy, tới mọi phủ toàn cái toàn thể cái quả địa cầu trong một thời gian ngắn. Từ nhỏ anh ta đã nghĩ tới chiếc xe chạy bằng điện mà vậy. Và hiện nay chiếc xe chạy bằng điện đó không cần người lái, tức là mình ngồi đó mà mình không cần lái. Và đó là những cái ý tưởng thay đổi thế giới mà gì. Và đó là lý do tại sao Elon Musk là Elon Musk. Ông ta chẳng có dính dáng gì trong ngành xe hơi mà gì ha. Nhưng mà bam mà gì, thay đổi cả thế giới và làm cho cái kỹ nghệ xe hơi điên đảo mà gì. Vì một cái ý tưởng này là muốn thay đổi cả thế giới mà gì. Mình mới đọc một cái bài báo cách đây khoảng chừng 3-4 ngày đó. Trong một cái thông tin đó là Tesla hiện nay theo cái chỉ thị của Elon Musk ấy, là làm sao để chiếc xe đó có thể chạy 1 triệu mile. Anh chị biết là 1 triệu mile tức là 1.600.000 cây số mà nhỉ. Elon muốn chế một chiếc xe Tesla trong vòng vài năm nữa mà chị sẽ chạy được mà chị nha, tức là không bị hư hại gì nhiều đó, tới 1.600.000 cây số. Mấy anh chị tưởng tượng nổi mấy gì, 1 triệu mới 1.600.000 cây số mà không bị hư mấy anh chị. Ý tưởng mấy gì ha, tới một cái ý tưởng điên cuồng mấy anh chị. Anh thật ra hay là Bill Gates mấy anh chị, Bill Gates từ cái thời mà thành lập công ty Microsoft đã có một cái ý tưởng, đó là trên tất cả các cái bàn làm việc, bàn ở trong nhà phải có cái PC, phải có cái personal computer mấy anh chị. Ta đã có cái ý tưởng là computer on every desk and in every home. Kể từ ngày mà ông mới chập chững bước vào cái industry về cái kỹ nghệ về computer mấy anh chị. Đó là những cái ý tưởng mấy anh chị, cũng giống như là Facebook mấy anh chị ha. Ý tưởng là làm sao kết nối con người toàn thế giới lại với nhau. Và đó là lý do tại sao Facebook nổi tiếng mà chị. Không biết mấy anh em mình có những ý tưởng gì về thế giới mà chị, nên chị có thể viết, mình có thể chia sẻ dưới này chút xíu coi.
Không biết ai có ý tưởng gì thay đổi thế giới. Mình có cái vision đó là mình muốn kết nối cộng đồng người Việt Nam lại với nhau. Việt Nam mình đó thì chỉ có mấy chục triệu mấy anh chị, 90 triệu. Nhưng mà đó cũng là một cái việc mấy anh chị ha, mình sẽ kết nối. Nhưng mà riêng về thế giới nó không biết mấy anh chị có cái ý tưởng gì về về thế giới, làm sao mình có thể thay đổi thế giới, làm sao mà mình có thể có cái để coi thử mình có một anh bạn nào viết đây, một friend just share, ok mình không hiểu là share video đó, hình như là có một số mấy anh chị nghĩ là không có share được, thành ra ok có một vài anh chỉ cho mình cái cách là ok, chị Quỳnh Tiên là cả thế giới có màu xanh. Đỗ Xuân Tùng là phủ xanh trái đất. Mình nên có một vài cái ý tưởng gì đó mà chị hả, để phục vụ nhân loại, để phục vụ thế giới. Mình mang lại cái niềm hy vọng, mình mang lại cái sức khỏe, mình mang lại cái tuổi thọ, mình mang lại cái niềm hạnh phúc, mình mang lại cái nụ cười, mình mang lại cái gì đó mà chị nên, và đồng thời mấy chị nghĩ nè, thế giới hiện nay đang cần gì, nhu cầu con người là gì mà chị, nhu cầu con người là gì, hay là mình nói trong phạm vi cộng đồng người Việt Nam mình đi mấy anh chị ha. Mình là người Việt Nam á thì dĩ nhiên là mình không mơ là mình sẽ là Steve Jobs, hay là mình không mơ là một ngày nào đó mình sẽ là Richard Branson mấy anh chị. Nhưng mà trong cái cộng đồng người Việt Nam mình không thấy làm sao để phục vụ 90 triệu người Việt Nam ở Việt Nam và đồng thời vài triệu người Việt Nam ở hải ngoại. Làm sao mình có thể phục vụ mấy anh chị? Làm sao để có thể mình giúp mọi người Việt Nam đạt được cái chất lượng của cuộc sống? Làm sao mình giúp những người Việt Nam sau bao nhiêu năm chiến tranh, con người Việt Nam mình không gần với nhau được, mình vẫn còn nghi kỵ, mình vẫn còn có một cái gì đó khoảng cách nó gì? Sau bao nhiêu năm chiến tranh, bao nhiêu năm bị đô hộ, làm sao để có thể kết nối cộng đồng người Việt Nam lại với nhau? Vì theo truyền thuyết mà gì ha, người Việt Nam mình sinh từ một bào thai, sinh cùng một mẹ mà gì, mẹ Âu cơ. Như thế nào đó mà chị, mình chỉ đưa ra một vài cái ý tưởng như vậy, và mình cũng đang đeo đuổi cái tầm nhìn đó. Mình có một cái tầm nhìn là mình có thể kết nối hàng triệu người Việt Nam lại với nhau và đồng thời có một cái đời sống sung túc. Làm sao để đạt được cái điều đó mà anh chị ha. Anh thành ra một số mấy anh chị cứ có một vài cái ý tưởng gì đó qua những cái bài học mà mình đang nói chuyện ở đây mà anh chị. Ok, cái đó là cái số 5 mấy anh chị. Cái số 6 đó là một cái bài học mà có thể nói là trong những cái đều hết tất cả những người, trong đó có nổi tiếng nhất là Warren Buffett. Ông Warren Buffett có nói một cái câu mấy anh chị: "The difference between successful people and very successful people is that very successful people say no almost everything." Tức là những người thành công và những người rất thành công, những người doanh nhân thành công và những người doanh nhân ngoại hạng mấy anh chị, là những người doanh nhân ngoại hạng luôn luôn nói không, chứ không phải Mr. Yes mấy anh chị ha. Mr. Yes là gặp cái gì cũng yes, hay là Mrs. Yes, mấy chị mấy cô gặp cái gì cũng yes mấy anh chị. Những người thành công là những người nói không, 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 không làm, không ai tới rủ. Vì thường thường mấy anh chị trong trong kinh doanh á, khi mà mấy anh chị có dịp giao lưu với một số doanh nhân khác thì thường thường người ta rủ cái này, người ta rủ làm cái kia mấy anh chị, đặc biệt là một số mấy anh chị làm network marketing mấy anh chị. Mình cái này mình đi giống như đi trồng cây vậy đó, cái cây mình giải hạt giống xuống nó chưa chịu mọc lên, cái mình nhìn qua nhà hàng xóm nó rủ đang làm cái gì đó, cây mọc nhanh hơn mấy chị, cái mình bỏ cái thửa ruộng này, thửa vườn này, mình nhảy qua cái thửa vườn kia và mình cứ nhảy liên tục mấy chị, cái gì cũng yes. Mình luôn luôn nhìn sân của nhà hàng xóm hình như nó đẹp hơn sân của nhà mình. Mình nói họ nói cái câu là mình hãy đứng núi này mình trông núi nọ mấy chị. Những người thành công là những người nói không, không, không với bất kỳ cái gì cho tới khi người ta đạt được cái người ta muốn. Nó giống như con ngựa mấy chị ha, người ta mấy chị tưởng tượng nếu nó con ngựa mà nó chạy mà nó không có hai cái miếng che lên mắt mấy chị thì nó sẽ ngừng chỗ này, nó ngừng chỗ kia, rồi nó ngắm hoa, rồi mình có cái câu là cưỡi ngựa xem hoa đó mấy chị. Nhưng mà những người thành công là những người người ta nói không, người ta nói không rất nhiều mấy chị, ngay cả những người mà mình biết mấy chị ha, nó không có cái gì sai trái. Nếu mà một ông, một cái người doanh nhân rất thành đạt không biết sửa nhà, không biết sửa xe,
không biết thay cái bóng đèn, không biết là tại vì những việc đó, những việc gì mà dưới 200 đô mình có một người bạn với chị, những việc gì mà anh ta nghĩ là dưới 200 đô hay 500 đô đó là anh ta mướn người khác làm, vì anh ta nghĩ là cái thời gian của anh ta nó nhiều hơn là 200 đô hay là 500 đô. Thành ra anh ta có thể mướn nhiều người khác làm rất nhiều việc khác, mà đối với một người bình thường người ta nghĩ là ông này đàn ông con trai, tại sao ông không biết cái này, tại sao anh không làm cái này mấy chị. Nhưng mà đối với anh ta không, tại vì anh ta có cái mục tiêu rất lớn trong đời và anh ta có một cái sự tập trung cao độ để anh ta đạt được cái mục tiêu của anh ta mấy chị. Lý do đơn giản đấy, những chuyện đó anh ta nhờ người khác làm được, chứ không phải là anh ta không muốn làm, không phải là anh ta lười mấy chị nha. Những người lười mà không làm nó khác mấy chị, nhưng mà những người có một cái sự tập trung để người ta từ chối, nói không với rất nhiều việc khác đó, cái đó là một cái việc, cái đức tính tốt mấy chị. Mình có cái tai hại là cái gì mình cũng yes, mình nể, mình có cái câu gì đó mấy chị, mình cả nể mấy chị ha, mình cả nể bạn bè, nó rủ đi đâu mình cũng đi, mình sợ mất lòng mấy chị. Và rồi nó rủ đi, nó tham gia cái này, tham gia cái kia. Ở Việt Nam thì mấy anh chị có thể đi nhậu, đi nhẹt, rồi đi chơi golf, rồi nhiều khi một số mấy anh chị hết hội đoàn này mời tới hội đoàn kia mời, cái gì mình cũng đi, cái gì mình cũng làm anh chị. Nhưng mà người thành công là người tập trung cao độ cho tới khi người ta đạt được cái kết quả. Cái điều đó nó không phải là người ta không có cái cuộc sống mà chị ha, để cái đó mình sẽ nói cái phần sau mà chị. Vì mấy anh chị đừng có lẫn lộn giữa một cái người, ô nhiều khi một số mấy anh chị nhìn những cái người mà quá tập trung á, mấy anh chị nói ô sao tội nghiệp ông này, của ông này ông bị đô vật tức là bị đô la nó vật. Nhưng mà không mấy anh chị, người ta có một cái tầm nhìn, người ta muốn là một người ngoại hạng anh chị. Và đó là lý, đó là cái sự khác biệt rất lớn mấy anh chị. Thành ra đó đó là cái việc mà một số mấy anh em mình nên tập trung vào. Cái đó là cái số 6 mấy anh chị. Cái số 7 mấy anh chị nè, cái số 7 mà chị, những người thành công là những người đọc rất nhiều sách. Cái người mà nổi tiếng trong cái vấn đề mà đọc sách mà chị đó là Mark Cuban. Em một số mấy anh chị Mark Cuban có thể là một số mấy anh chị không chưa nghe, ít nghe mấy anh chị, nhưng mà ở Mỹ khá nổi tiếng. Mark Mark mấy anh chị ha, Cuban tức là giống như Cuba đó, có chữ N phía sau mấy anh chị. Đây là một người tỷ phú, nằm trong danh sách những người tỷ phú trên thế giới. Năm 30 tuổi mấy anh chị, anh ta không có một xu dính túi, còn rất nghèo. Nhưng mà chỉ trong vòng một thời gian ngắn mấy anh chị, Mark Cuban là một người nổi tiếng đọc sách là tại vì mỗi ngày anh ta để ít nhất là 3 tiếng đọc sách mấy anh chị. Ít nhất là 3 tiếng. Và anh này có cái đặc biệt đó là mỗi lần mà anh ta đọc một cái cuốn sách mấy anh chị, mỗi lần mà anh ta đọc một cái cuốn sách này vậy thì anh ta nghĩ ngay tới cái việc là làm sao để làm ra rất nhiều tiền từ cái cuốn sách, từ mỗi cái cuốn sách anh ta đọc. Và mấy chị nên nhớ mấy chị, mỗi ngày mình không biết là anh ta đọc bao nhiêu cuốn trong mỗi tuần mấy chị, nhưng mà mỗi ngày ít nhất là 3 tiếng, ít nhất mấy chị nha, tối thiểu là 3 tiếng để đọc sách mấy chị. Mấy anh chị hỏi tất cả những người thành công ở Việt Nam, ở Úc hay ở Anh hay là ở châu Âu hay là ở Việt Nam hay là ở Mỹ hay là ở đâu, bất cứ đâu mấy chị, những người thành công là những người đọc rất nhiều sách. Những ngôi nhà lớn là những ngôi nhà ở Mỹ đặc biệt mấy anh chị, những ngôi nhà khoảng chừng 800 ngàn hay 1 triệu trở lên thường thường nó có cái thư viện, có cái phòng đọc sách mấy anh chị. Rất ít tivi nhưng mà có phòng đọc sách. Ở Việt Nam mình hình như là có phòng rượu thì phải, có cái tủ rượu nhiều hơn là cái tủ sách mấy anh chị. Mình tới những người gia đình giàu hay là nghèo thường thường là mình hay khoe về cái tủ rượu, nhưng mà nói về tủ sách thì mình thấy là hơi vắng bóng là gì, vì mình thiếu hẳn cái văn hóa về 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 đọc hiện nay. Mình đề nghị với mấy anh chị, ít nhất là một số mấy anh chị đang có con nhỏ đó, mấy anh chị phải phải ngay từ bây giờ mấy anh chị hướng dẫn cho con cái có cái văn hóa đọc. Thứ nhất là bây giờ sách quá đẹp quá rẻ mấy anh chị ha, những cái phương tiện về 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 đọc hiện nay mấy anh chị, có thể là vì internet quá nhiều, mọi thứ nó nằm ở trên điện thoại, thành ra trẻ con bây giờ nó không có cái văn hóa đọc sách mấy anh chị. Có thể đọc ebook hay là mua cái Kindle về đọc mấy anh chị ha, nhưng mà thiệt ra đó nên mấy anh chị nên dành thời gian để đọc, đặc biệt là một số mấy anh chị doanh nhân, mấy anh chị rút ra được rất nhiều bài học, mấy anh chị học được vô số điều mấy anh chị qua sách. Mỗi lần mà đọc sách mình mở mang cái trí tuệ của mình mấy anh chị ha. Tại sao mình bồi bổ cho cơ thể của mình bằng vitamins, bằng đủ mọi thứ dinh dưỡng mà chị, nhưng mà đầu óc của mình lại không 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 tận dụng.
không 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 nuôi dưỡng nó anh chị, và đó là cái điều thiếu sót. Thành ra một trong những cái mẫu số chung cho những người thành công là những người đọc sách rất nhiều anh chị. Thành ra một số mấy anh chị có nhiều khi mình gặp nhau mình chỉ hỏi là sau cái cuốn sách mới đọc đó là cuốn gì đó, thì hình như dạo sau này mình ít nghe câu trả lời anh chị. Mình rất vui đó là có một số mấy anh chị đang có những cái câu lạc bộ 5 giờ sáng dậy và đọc sách. Điều đó là điều nên tiếp tục anh chị. Điều đó là đang làm ở châu Âu. Mình biết là câu lạc bộ 5 giờ sáng ở Đà Lạt. Cứ một số mấy anh chị hiện nay đang làm điều đó ở Việt Nam. Một số mấy anh chị đang làm ở Hà Nội. Một số mấy anh chị đang làm ở Maryland, Virginia. Một số mấy anh chị đang làm ở California. Mình biết một số mấy anh chị đang làm cái điều đó. Và mấy anh chị nên tiếp tục vào phổ biến rộng rãi mấy anh chị. 5 giờ sáng thức dậy, tập thể dục, hít đất, làm những cái động tác warm up mấy anh chị ha, trong vòng 20 phút, và sau đó dùng 20 phút để mà làm, đọc sách, nghe nhạc, viết mấy anh chị. Rồi 20 phút sau cùng mình coi lại cái lịch của mình trong ngày đó. Đọc sách, chia sẻ sách mấy anh chị. Mình về Việt Nam cái sung sướng nhất là sách mấy anh chị. Sách ở Việt Nam quá hay, quá đẹp, quá rẻ nữa mấy anh chị, so với sách ở Mỹ. Thành ra một số mấy anh chị nên mấy anh chị ha, mấy anh chị nên để dành. Thực tế ra trong cái lợi tức mấy anh chị, một số em bây giờ chưa có tiền thôi, để chừng nào em dành. Mình đề nghị với mấy anh chị nên trích một cái khoảng 5 hay 10% cái lợi tức của mình để đầu tư vào cái vấn đề học vấn, để đầu tư vào vấn đề kiến thức mấy anh chị. Trong đó có vấn đề là mình mua sách, tham dự những cái web seminar, tham dự những cái buổi huấn luyện, tham dự những cái bootcamp, tham dự những cái buổi retreat mấy anh chị. Càng nhiều tiền income của mấy anh chị càng cao thì mấy anh chị lại càng đầu tư nhiều tiền hơn mấy anh chị trong những cái về vấn đề học vấn. Mình đọc thường xuyên mấy anh chị ha. Có nhiều khi mấy anh chị có thể mình có thể bị mất cái danh hiệu. Mình có thể mình mất cái chức vụ, mình có thể mất của cải mấy anh chị. Nhưng mà những cái kiến thức nó nằm ở trong đầu không có ai có thể lấy được. Không ai có thể lấy được mấy anh chị. Anh thật ra đó là cái điều mà mình học được từ những người doanh nhân ngoại hạng, là những người đọc mà chị. Thậm chí nó có một cái câu đó là they are voracious readers mà chị ha, là những người đọc điên cuồng mà chị, những người đọc rất nhiều, 3 tiếng mỗi ngày, như cái trường hợp của Mark Cuban. Anh thật ra đây là một trong những cái bài học rất lớn mà chị, mà bữa hôm nay đó mình cũng khuyến khích một số mấy anh chị nên tham dự hay nên tham gia những cái câu lạc bộ đọc sách mà chị ha, để mình có thể rút ra được rất nhiều bài học hay ở trong đời. Bài học số 8 anh chị, đó là những người này là những người luôn luôn give back, tức là những người luôn luôn cống hiến, những người luôn luôn cho, những người luôn luôn nghĩ tới việc phục vụ người khác. Mình có một cái điều rất ngưỡng mộ Mark Zuckerberg, là CEO founder của Facebook anh chị. Anh ta tuyên bố là trong suốt cái cuộc đời còn lại, ông ta sẽ cống hiến 99% tài sản tới từ Facebook cho cái việc đó là giúp cho trẻ em, giúp cho cái vấn đề y tế mà gì, và giúp cho nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Tức là anh ta cống hiến 99% vào cái công việc từ thiện mà gì, để cống hiến lại cho giống như mình hay nói là give back mà vậy. Mình biết tiếng Việt dùng cái chữ gì cũng phải là cho trở lại hay là, nhưng mà người ta cho để mà nhận mấy anh chị. Thường thường dĩ nhiên là một số mấy anh chị ở Việt Nam thì mình cũng rất vui, đó là dạo gần đây có khá nhiều những cái trường hợp mình làm chuyện từ thiện. Dĩ nhiên người Mỹ làm chuyện từ thiện nó cũng có nhiều mục đích, trong đó có cái mục đích tránh thuế. Nhưng mà cái đó là cái văn hóa mấy anh chị, cái đó là cái văn hóa mình cho, mình nhận, mình cống hiến mấy anh chị ha. Bill Gates là một người mà làm trong một thời gian rất lâu mấy anh chị. Warren Buffett cũng tương tự, những người giàu có, những người doanh nhân ngoại hạng là những người luôn luôn cống hiến. Mình nghe rất nhiều ở Việt Nam anh chị, một số doanh nhân hiện nay đang làm chuyện từ thiện. Mình hình như là có chị Vân ở Hà Nội, như là hồi nãy giờ mình có thấy tên, đây là một trong những người mà làm chuyện từ thiện thường xuyên anh chị. Có một số người không bao giờ nói, nhưng mà từ thiện ở đây nó không nhất thiết anh chị ha. Cống hiến ở đây không nhất thiết là mình chỉ cho tiền cho ai đó thì mới gọi là từ thiện anh chị. Mấy anh chị có thể give back bằng cách là mình chia sẻ là những cái kiến thức của mình. Mấy anh chị có thể chia sẻ cái thời gian của mình làm một cái việc gì đó. Mấy anh chị có thể giúp đỡ ai đó mấy anh chị. Trong cái vấn đề là mình chia sẻ lại.
những cái điều mà mình có, những cái điều mà mình biết. Và cái đó là cái việc nên làm. Cái đó là việc mà phần lớn những người doanh nhân ngoại hạng người ta làm, anh chị. Mình biết trường hợp của Phúc và một vài anh chị ở Việt Nam luôn luôn có những cái chuyến đi, rồi hai vợ chồng Phúc Thảo, rồi một số mấy anh chị khác, Trân Hành Lam, một số mấy anh chị khác luôn luôn có những cái công tác từ thiện hàng năm, cống hiến. Đó là những cái điều rất nên làm anh chị. Những người doanh nhân thành đạt thường người ta làm những cái chuyện như vậy. Đó là cái bài học anh chị. Đó là cái bài học số 8 anh chị ha. Bài học số 9 anh chị nè. Mình còn 10 phút nữa. Nếu một số mấy anh chị, nếu mấy anh chị rút ra được một cái bài học gì đó mấy anh chị ha, mình đề nghị với mấy anh chị ghi ở phía dưới. Và đồng thời mình thấy có cái gì đây. Go Charlie and 49 others just share. Ok. Một số mấy anh chị có một vài cái ý tưởng gì đó trong cái việc mà mình ứng dụng những cái bài học đó, mình đề nghị với mấy anh chị có thể ghi vào cái comment ở dưới đó để có thể chia sẻ lại với người khác mấy anh chị. Mình nói về cái 1 2 3 4 5 6 7 8 như thế nào, cái gì mấy anh chị tâm đắc mấy anh chị ghi vào bên dưới mấy anh chị ha. Hoặc là mấy anh chị có ý tưởng gì đó mình sẽ làm cái gì đó, ví dụ như câu lạc bộ 5 giờ sáng, câu lạc bộ đọc sách. Mình sẽ nó không nhất thiết là nhà mình phải đẹp lắm thì mình mới có cái tủ sách đó anh chị. Có thể là một cái góc nào đó mấy anh chị có thể dựng lên một cái tủ sách thì được rồi. Chứ không nhất thiết anh chị ha. Ok mấy anh chị, cái số 9. Những người doanh nhân ngoại hạng là những người không bao giờ cố gắng để mà thăng bằng giữa cái công việc và cái đời sống anh chị. Vì đối với người ta, công việc tức là đời sống. Không biết mấy anh chị hiểu cái câu này, mình tâm đắc cái câu này mấy anh chị. Một số mấy anh chị mình hay khổ sở trong cái vấn đề là dạ, bây giờ đó thì vấn đề kinh doanh, em phải hy sinh sức khỏe, em phải hy sinh 2 tuần rồi không tập thể dục, em phải hy sinh là mỗi tối em phải đi nhậu. Mặc dù em biết đó là em nhậu đó là cái đường mà em đi vô bệnh viện hoặc là đi tới Nghĩa Trang em càng ngày càng gần hơn, nhưng mà em phải hy sinh vì vấn đề công ăn việc làm, vì cơm áo gạo tiền. Em phải hy sinh vấn đề hạnh phúc gia đình, em phải hy sinh thời gian em cho con, là tại vì cái công ăn việc làm, vì cái chuyện công việc nó bắt buộc phải vậy. Những người thành công ngoại hạng, người ta không nghĩ tới chuyện đó. Người ta không cố gắng để thăng bằng. Người ta không có người, tiếng Anh người ta nói là they don't strive for work play balance mà vậy. Người ta không có cố gắng làm cái chuyện đó mà gì. Vì đối với người ta đó, người ta integrate hai chuyện đó nó với nhau. Tại sao mình lại phải cố vậy mà vậy? Tại sao nó không gom với vô một mà gì? Và đó là cái sự khác biệt. Dĩ nhiên là nó không có đơn giản mà vậy nha. Nếu mà mọi chuyện nó dễ thì mình không nói làm gì mà gì. Nó không có dễ. Nó không dễ mà chị. Nhưng mà ít nhất trong cái suy nghĩ của mình mà vậy ha. Mấy anh chị không cần phải hy sinh bất cứ chuyện gì để có thể đạt được mấy anh chị. Đặc biệt đó là mình không bao giờ mình hy sinh những chuyện khác vì cái vấn đề sự nghiệp. Người ta nói là hạnh phúc có trước cái sự thành công mấy anh chị. Tai họa nó sẽ xảy ra nếu mấy anh chị đặt cái sự thành công trước cái hạnh phúc. Có sung sướng thì mới xuất sắc. Mình học được cái đó mấy anh chị. Mình đọc được cái câu đó rất hay. Có sung sướng thì mới xuất sắc. Thành cái hạnh phúc trước rồi cái thành công nó mới tới sau mấy anh chị. Thành ra ở đây cái cuộc đời nó là một cái bánh xe mấy anh chị. Nhưng mà cái vấn đề là mình không có tách riêng nó ra để rồi mình cố gắng mình thăng bằng mấy anh chị. Để rồi mình cố gắng mình thăng bằng, mà mình nên integrate, tức là nó là một mấy anh chị. Nó là một. Công việc và cuộc sống nó là một. Mình có một vài trường hợp, một số mấy anh chị có thể đang làm một cái ngành nghề gì đó, hay là mấy anh chị đang làm nếu của marketing, tức là mình đang làm ở nhà chẳng hạn. Thì mọi thứ mà gì á, mình vẫn làm ở nhà, mình có thể chơi với con, mình có thể làm ở nhà. Hiện nay thì nó có cái từ mới mà chị, nó không phải là work from home nữa mà work from a phone. Không phải làm từ nhà nhưng mà làm từ cái điện thoại mà chị. Tức là ở chỗ nào có điện thoại thì mấy anh chị có thể làm được. Trong lúc nấu cơm mấy anh chị cũng có thể nói chuyện điện thoại, mọi thứ nó nằm ở trên điện thoại. Mấy anh chị có thể check email, có thể vào Facebook gửi tin nhắn, lập group này group kia. Mấy anh chị làm webinar rồi bắt đầu live, mấy anh chị ha, Facebook live broadcast, tức là phát sóng và kết nối với toàn cầu mấy anh chị.
Những cái điều đó mình có thể làm cùng một lúc mấy anh chị. Đừng 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 có nghiêng quá mấy anh chị ha. Tức là mình ở một cái thái cực mấy anh chị. Vì nếu mấy anh chị ở một cái thái cực thì tự nhiên mấy anh chị, ôi tôi chết mồ rồi, cái chuyện là mình lâu nay mình lơ là với chuyện gia đình. Cái chuyện đó là cái chuyện mấy anh chị không nên, mấy anh chị không nên để nó ở những cái đối cực, để rồi mấy anh chị cố gắng thăng bằng, là tại vì mấy anh chị sẽ bị té. Rất khó để thăng bằng mấy anh chị. Tại sao không nhập nó vô một? Thành ra mọi thứ nó tới từ cái sự suy nghĩ của mình mấy anh chị ha. Và những người thành công là những người không bao giờ cố gắng thăng bằng mấy anh chị. Vì cái công việc và cái đời sống của người ta là một. Công việc tức là cái đời sống của người ta mấy anh chị, và đời sống của người ta là cái công việc. Người ta làm với cả một cái niềm đam mê, người ta làm vì cả một cái sứ mệnh mấy anh chị trong đời, người ta làm vì cái mục tiêu cao cả mấy anh chị. Người ta làm vì cái hạnh phúc, vì cái tương lai của cả gia đình dòng họ mấy anh chị ha. Đó là những người doanh nhân ngoại. Đây chắc chắn là một số mấy anh chị, nếu mà mình đi làm công cho người khác thì đương nhiên cái hoàn cảnh nó khác mấy anh chị ha. Tại vì mình làm vì cái đồng lương, mình làm vì mình bán cái thời gian của mình mấy anh chị. Và đó là lý do tại sao mình nên làm kinh doanh. Vì chỉ có khi kinh doanh thì mình mới kiểm soát được cái đồng tiền, mình kiểm soát được cái thời gian, mình kiểm soát được cái cuộc đời của mình mấy anh chị. Người ta nói ai mà kiểm soát đồng lương của mình thì người đó kiểm soát cuộc đời của mình. Nó rất đúng mấy anh chị. Who control your paycheck will control you. Thành ra dĩ nhiên ở đây mình không bài bác cái chuyện là mình đi làm cho người khác mấy anh chị ha. Mình hoàn toàn, đương nhiên trên thế giới này cũng phải có người làm công nhân, cũng phải có người làm y tá, cũng phải có người làm kỹ sư mấy anh chị. Nhưng mà nếu một số mấy anh chị có một cái ước mơ lớn nào đó trong đời, mấy anh chị muốn hoàn toàn làm chủ, muốn có một cái sự tự do mấy anh chị, thì chắc chắn cái công việc mà mình đi làm mướn cho người khác, được trả lương, trả theo cái giờ của mình mấy anh chị, chỉ giúp cho mình đủ sống thôi. Nhưng mà để cho mình có một cái sự tự do, đó không phải là cái con đường mấy anh chị. Mình bữa nay không phải là cái đề tài nói về cái đó, nhưng mà ít nhiều nó liên quan tới cái số 9 này, để cho một số mấy anh chị có thể mình tham khảo thêm mấy anh chị ha. Ok mấy anh chị, cái số 10 mấy anh chị nè. Đây là cái bài học sau cùng. Mình còn 3 phút nữa. Là mình xin lỗi trước là mình có một vài câu tiếng Anh đó, tại vì một số đông mấy anh chị đang ở Mỹ và Canada rồi châu Âu rồi châu Úc, là một số mấy anh chị có thể nghe tiếng Anh thì nó tương đối nghe nó dễ hơn là nghe tiếng Việt nữa. Thành ra mình cố gắng mình nói cả hai mấy anh chị ha. Cái số 10 mấy anh chị, the very best people are seldom motivated by money. Tức là những người mà giỏi giang ở trong cái phạm vi cái bài nói chuyện hôm nay mấy anh chị, những người mà doanh nhân ngoại hạng là những người mà ít khi tiền là cái động cơ chính mấy anh chị, ít khi. Thật ra đó là lý do tại sao mà khi mà có cái câu chuyện về Elon Musk mấy anh chị ha, khi mà ông ta thành lập cái công ty gọi là Zip2 đó, sau đó bán lại cho Compaq là 307 triệu. Trong cái vụ mà bán 307 triệu này thì ông này ông bỏ túi là 22 triệu đô. Rồi sau đó đó thì ông ta đầu tư vào nhiều cái nơi khác nhau mấy anh chị, và ông ta mất sạch mấy anh chị ha. Ông ta mất sạch. Nếu mà như người khác đó mấy anh chị thì có thể là vào nhà thương điên, hay là hay là bị depressed, hay là gì đó mấy anh chị. Nhưng mà đối với Elon Musk, ông ta tin tưởng vào cái tài năng của ông ta. Vì tiền nó không phải là cái yếu tố, vì tiền không phải là cái động cơ mấy anh chị. Và sau đó ông ta làm rất nhiều việc khác vì cái ý tưởng là muốn phục vụ cả nhân loại, ý tưởng là muốn thay đổi thế giới. Cái đó là cái mà nó lôi ông ta ra khỏi giường mấy anh chị. Cái đó là cái mà giúp cho ông ta có cái năng lượng để làm việc, chứ không phải vì tiền. Steve Jobs mấy anh chị ha, tuần trước mình nói về Steve Jobs mấy anh chị, ông ta chưa từng bán một cổ phiếu của Apple mấy anh chị. Trong suốt thời gian ông ta làm CEO đó, lương của ông ta là một đô la mấy anh chị nha, 20.000 đồng Việt Nam một năm mấy anh chị. Đương nhiên thì một số mấy anh chị nói tại ông ta có cái cổ phiếu, nhưng mà ông ta nói mấy anh chị, năm 22 tuổi ông ta làm 1 triệu, 23 tuổi, năm 23 tuổi anh ta làm 1 triệu, năm 24 tuổi anh ta làm 10 triệu, và năm 25 tuổi anh ta làm trên 100 triệu đô mấy anh chị. Và ông ta nói chưa từng một ngày trong cuộc đời của tôi nghĩ tới vấn đề là tôi làm cái này vì tiền. Chưa từng một ngày mấy anh chị, chưa từng một ngày trong cuộc đời của ông ta nghĩ là ông ta làm vì tiền. Thì một số mấy anh chị nói chắc mấy người này là đang sống trên mơ hay là không thực tế. Dạ em đang trong cái tình cảnh là em đang
chạy kiếm cơm, và đó là lý do tại sao mình cứ tiếp tục chạy 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 kiếm cơm ấy chị. Nó không có gì sai trong cái vấn đề mình chạy kiếm cơm. Mình đang nói ở đây mấy gì ha, trong cái bối cảnh là những người doanh nhân ngoại hạng, người ta luôn luôn tìm hiểu xem ở ngoài kia cái nhu cầu của con người là cái gì, và người ta muốn phục vụ cái số đông ấy gì, người ta muốn thay đổi thế giới, người ta có những cái ý tưởng sáng tạo để có thể thay đổi thế giới, để có thể phục vụ nhân loại mà gì. Mình không copy, mình không thấy người ta làm cái đó mà gì. Muốn làm triệu đô thì hãy tìm cái gì đó để mấy chị có thể giúp 1 triệu người. Muốn làm 1 tỷ đô thì tìm một cái phương tiện nào đó để giúp có thể 1 tỷ người mà gì. Và mình nghĩ là cái công thức đó nó rất đúng mà gì, trong phần lớn các trường hợp. Thành ra cái phương tiện của một số mấy anh chị mình đang làm là cái gì đó, mấy anh chị nên xem lại là cái việc của mình làm, mình phục vụ bao nhiêu người mấy anh chị. Thành ra ở đây đó, một số mấy anh chị nếu mà mình đang có một cái ý tưởng lớn, mình đang có một cái gì đó mấy anh chị, mình đang có một cái niềm đam mê lớn, nó không phải vì tiền mấy anh chị ha. Và đó là những cái người doanh nhân ngoại hạng. Mình biết ở Việt Nam có khá nhiều mấy anh chị, mình đọc một số sách của ông chủ cái chuỗi phở 24, hay là một vài cái trường hợp khác mình, khi mà phỏng vấn đó thì rõ ràng không phải vì tiền. Ban đầu đó là vì tiền, là vì tiền ở đây là cái sự thành công hay gì, nhưng mà sau đó ông ta muốn thử thách cái bản thân mình để coi thử cái giới hạn, cái khả năng của bản thân mình có thể phục vụ gì cho người khác hay gì. Và đó là lý do tại sao người ta thành công. Anh thành ra một số mấy anh chị có thể rút được qua cái bài học này mấy anh chị, trong cái việc của mình là mấy anh chị nên nghĩ về cái sự thành công lớn. Mấy anh chị nên nghĩ về làm thế nào để mà mình có thể trong năm 2017 mấy anh chị, mình có thể 10 time đó, tức là 10x mấy anh chị ha. Mình muốn tặng mấy anh chị cái câu này trước khi mình ngưng cái call bữa hôm nay. Người ta nói một cái câu mấy anh chị, tức là nếu mấy anh chị muốn gấp đôi cái lợi tức của mấy anh chị nó rất khó, nhưng mà nếu mấy anh chị muốn gấp 10 nó thì nó dễ hơn là gấp đôi. Mấy anh chị tin không ạ? Thứ bảy này mình sẽ có cái đề tài mình nói về cái này mấy anh chị. Thực tế ra mấy anh chị gấp 10 lần nó dễ hơn là mấy anh chị gấp đôi. Để cho mấy anh chị thấy là những cái bài học mà mình học hôm nay mấy anh chị, nó ít nhiều nó mở cái tầm nhìn của mấy anh chị, để mấy anh chị có thể nhìn và có thể thay đổi trong cái cách của mình mấy anh chị ha. Hoặc ít nhất mấy anh chị biết là những người doanh nhân ngoại hạng, người ta có những cái yếu tố, có những cái đức tính như thế nào để nó giúp cho người ta thành công ấy chị. Để một số mấy anh chị có thể 1/10 của những người đó, có thể 50% anh chị. Mình cũng không mong là mình 100% chắc chắn mình sẽ không bao giờ giỏi như là Elon Musk, hay là như là Michael Jordan, hay là Tiger Woods, hay là nhiều những người khác anh chị. Nhưng mà ít nhất mấy anh chị rút ra được một bài học gì đó để nó giúp cho cái công việc của mấy anh chị đang làm hiện nay đó. Bất luận mấy anh chị đang trong cái kỹ nghệ nào, để mấy anh chị có thể đạt được cái mục tiêu của mình. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị, và xin hẹn gặp lại mấy anh chị vào tuần tới. Xin chào tất cả mấy anh chị. Ok, Long Kim Lê. Một số mấy anh chị, xin chào mấy anh chị. Ngày chủ nhật mấy anh chị ha, như thường lệ thì mình có cái chương trình kiến tạo cuộc đời ngoại hạng đó. Ok rồi, xin chào tất cả mấy anh chị ở trên Conference Call nha. Conference recording stopped. Dạ rồi. Ok. Conference unmuted. Ok, good night everybody. Yeah. Rồi, thank you. Hiền Dương, một buổi sáng tuyệt vời. Bây giờ bên Việt Nam đang là thứ năm. Ok, xin chúc mấy anh chị một ngày có rất nhiều điều vui. Ok, một số mấy anh chị đang ở Mỹ, chúc mấy anh chị ngủ ngon. Bình Hà Trần. Ok. Ok, thôi ráng hỉ, ráng hỉ. Hả? Ôi vậy hả, giỏi vậy hả. Ô ráng lên khoảng chừng 8, hả? Khoảng chừng 8 cái đi ngủ được rồi đó. Rồi, đủ 2 cái đi ngủ. Ok, bên chị. Dạ rồi. Dạ, ba em xin chào. Ba em xin